Làm lý lịch tư pháp trên VNEID cực nhanh theo hướng dẫn dưới đây. Lý lịch tư pháp là một trong các loại giấy tờ quan trọng với nhiều người. Và hiện nay có làm lý lịch tư pháp trên VNEID được không? Hãy cùng theo dõi câu trả lời trong video dưới đây. Thí điểm cấp lý lịch tư pháp trên VNEID tại thành phố Hà Nội và Thừa Thiên Huế. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, thủ đô Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế là hai địa phương đầu tiên triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID từ ngày 22 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2024. Hiện nay, công dân đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công, nhưng việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thủ tục và trả kết quả vẫn còn nhiều hạn chế. Quy trình rườm rà, trả kết quả vẫn cấp bản giấy cho người dân gây lãng phí, người dân khó tái sử dụng. Do đó, để từng bước tháo gỡ khó khăn và chuyển đổi từng bước quy trình cấp, Chính phủ đã tổ chức thí điểm cấp lý lịch tư pháp trên VNEID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, sau đó sẽ đánh giá và triển khai nhân rộng chính thức trên toàn quốc. Thủ tục làm lý lịch tư pháp trên VNEID. Điều kiện làm lý lịch tư pháp trên VNEID là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNEID đang hoạt động bình thường. Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp hợp lệ nộp qua VNEID sẽ được giải quyết trong 10 ngày làm việc. Các bước làm lý lịch tư pháp trên VNEID gồm: Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID. Bước 2. Chọn chức năng. Chọn cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc tìm kiếm từ khóa cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tiếp theo đó, xác thực bằng passcode hoặc Face ID, Touch ID. Bước 3. Khai thông tin. Trong giao diện cấp phiếu lý lịch tư pháp, bạn chọn tạo mới yêu cầu. Lưu ý, không thể tạo mới yêu cầu trong trường hợp đã đăng ký trước đó và trạng thái hồ sơ đang được xử lý, hoặc đã đăng ký trước đó nhưng chưa thực hiện thanh toán chi phí hồ sơ. Chọn đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nhập thông tin thủ tục hành chính và thông tin trả kết quả. Tại một cơ quan thực hiện, công dân chọn theo nơi cư trú. Công dân Việt Nam chọn mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1. Công dân chọn mục đích cấp phiếu lý lịch tư pháp như hồ sơ du học, hồ sơ xin việc, bổ sung hồ sơ công chức viên chức, cấp visa đi nước ngoài, cư trú nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài. Ngoài bản điện tử được cấp trên VNEID, công dân được chọn cấp thêm bản giấy và nhận tại bộ phận một cửa địa phương hoặc gửi qua bưu điện chuyển về địa chỉ của nhà. Người dân cũng cần điền đầy đủ thông tin nơi sinh, email, số điện thoại, địa chỉ nhận bản giấy, xác nhận thông tin, kiểm tra lại thông tin, tích chọn. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình và nhấn gửi hồ sơ. Bước 4. Xác nhận thanh toán hồ sơ. Nhấn thanh toán để chuyển sang màn nhập thông tin tài khoản ngân hàng. Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng. Công dân đề nghị cấp thêm 2 bản giấy lý lịch tư pháp không mất thêm phí. Từ phiếu thứ 3 thu thêm 5.000 đồng trên phiếu. Bước 5. Xác nhận thông tin chia sẻ. Bước 6. Thanh toán chi phí hồ sơ. Nhập thông tin theo chỉ dẫn và chọn tiếp tục, chọn hủy nếu không muốn tiếp tục thanh toán. Hướng dẫn xem lịch sử làm lý lịch tư pháp trên VNEID. Bước 1. Chọn mục cấp phiếu lý lịch tư pháp, chọn lịch sử yêu cầu. Bước 2. Nhập khoảng thời gian cần xem lịch sử, sau đó chọn tìm kiếm. Bước 3. Chọn hồ sơ cần xem thông tin chi tiết. Trên đây là hướng dẫn làm lý lịch tư pháp trên VNEID. Nếu thấy nội dung video này hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo bạn nhé!